could be us. So back to what I was saying. Could be us. Chuyện giờ mới kể, Châu Tấn mua hết trang phục trông như ý truyện chị đem mặc đi vòng vòng cho vui. Châu Tấn tậu hết trang phục trông như ý truyện trừ hai bộ với lý do đặc biệt. Mới đây, dân mạng trầm trồ trước thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Châu Tấn đã chi tiền mua lại toàn bộ trang phục mà mình diện trông như ý truyện. Lý do khiến cô quyết định như vậy là chị đem mặc đi vòng vòng trong nhà cho vui. Trong suốt hơn 180 bộ mà mình mua, cô đã trừ lại hai bộ vì lý do tâm linh. 1. Triều phục 3.5 tỷ VND. Đây là bộ đồ được nhà sản xuất đầu tư vô cùng tỉ mỉ và công phu, đặc biệt là hoa văn ngũ trảo kim long, rồng năm móng trên áo. Theo lịch sử, triều đình Mãn Thanh chỉ cho phép hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu được sử dụng hoa văn này. Nhân gian lưu truyền rằng, ngũ trảo kim long là vua của long tộc, chỉ dành cho bậc chí tôn, người không đủ nghĩa khí mà sử dụng sẽ gặp phải tai họa khó lường. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, 9 tháng ròng rã quay phim quả thật rất đáng nhớ. Quay phim xong, tôi đã giữ lại đến 90% số trang phục. Cho đến giờ, tôi vẫn mặc những trang phục này ở nhà để nhớ lại quãng thời gian đóng phim đó. 2. Sơn y khổng tước, không xác định được giá trị. Bộ này có màu tím nhạt, hoa văn chim công ngụ ý cát tường, nhưng số phận của người mặc lại không được may mắn lắm. Đây là bộ y phục đánh dấu sự tuyệt vọng của kế hậu với vua Càn Long, cắt tóc đoạn tình mối lương duyên thanh mai trúc mã giữa Thanh Anh và Hoàng Lịch. Với người Mãn Châu, hành động cắt tóc chính là đại hung, chỉ được làm vậy khi có tang chế. Châu Tấn là một trong số các đại hoa đáng ở Trung Quốc trong những năm 2000. Nhắc đến cô, người ta nhớ ngay đến Như Ý Truyện. Trong phim, cô vào vai Ô Lạp Na Lạp Như Ý. Như Ý Truyện là một bộ phim truyền hình dài tập đề tài hậu cung được đầu tư một cách hoành tráng và công phu dựa trên bộ tiểu thuyết hậu cung Như Ý Truyện. Phim với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Châu Tấn, Đồng Dao, Hoắc Kiến Hoa, Động Khiết, Trương Quân Ninh, Hồ Khả.